ngày 16 tháng 4 tại Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn, lập danh sách những người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 do Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức. Các đại biểu đã biểu quyết đồng ý danh sách 205 người của các cơ quan Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15. Như vậy, danh sách chính thức 205 người của các cơ quan Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội vừa được thông qua, không có gì thay đổi so với danh sách lập sơ bộ sau Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2. Trong đó có 17 trên 18 ủy viên Bộ Chính trị tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, chỉ có Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên không tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa mới. Rạng sáng ngày 16 tháng 4, một số khu vực trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh xảy ra mưa lớn, khiến nhiều cây xanh bật gốc tét nhánh. Theo đó, tại giao lộ Nguyễn Văn Quá, Trường Chinh, một cây xanh lớn có đường kính thân khoảng 1,5m bị bật gốc, đổ xuống đường. Vụ việc khiến giao thông qua khu vực ùn ứ kéo dài. Trước đó, chiều ngày 12 tháng 4, trên đường Trần Văn Trà, khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, cơn mưa lớn kèm gió mạnh khiến một cây xanh bất ngờ bật gốc đè lên chiếc ô tô. May mắn tài xế được người dân cứu thoát kịp thời. Cùng thời điểm, trên đường Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, một cây xanh bật gốc đè trúng hai người chở nhau trên xe máy, khiến cả hai người bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu. Ngày 16 tháng 4, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoang nghe báo cáo đánh giá tình hình thực hiện công tác tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh về tiến độ triển khai tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính. Phó Cục trưởng Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh Võ Thanh Sang cho biết, tổng số doanh nghiệp trong cơ sở dữ liệu để điều tra là hơn 294.700 doanh nghiệp. Từ ngày 1 tháng 3 đến nay, số doanh nghiệp đã và đang kê khai mới đạt tỷ lệ 46,3%. Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định về ngày xét xử sơ thẩm vụ án Nhật Cường đối với 15 bị cáo. Theo đó, ngày 5 tháng 5, phiên tòa sơ thẩm sẽ diễn ra tại Hà Nội. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong một tuần, xét xử vào tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật. Hội đồng xét xử gồm 3 người, một thẩm phán, hai hội thẩm nhân dân do thẩm phán Trần Nam Hà, phó chánh tòa hình sự, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội làm chủ tọa. Theo cáo trạng, từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 5 năm 2019, Bùi Quang Huy, tổng giám đốc công ty Nhật Cường, hiện bỏ trốn, đã trực tiếp chỉ đạo nhân viên công ty thực hiện hành vi giao dịch mua bán trái phép tổng số hơn 2.500 đơn hàng với hơn 255.000 sản phẩm, có tổng giá trị thanh toán hơn gần 3.000 tỷ đồng của 16 nhà cung cấp tại Hồng Kông, Trung Quốc. Bùi Quang Huy đã trực tiếp liên hệ, thỏa thuận thuê các đường dây vận chuyển hàng hóa trái phép từ Hồng Kông về Việt Nam, giao cho công ty Nhật Cường tiêu thụ. Sáng ngày 16 tháng 4, Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Đà Nẵng cho biết, 34 học sinh trường tiểu học số 1 Hòa Khương, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng có biểu hiện ngộ độc đã được nhà trường đưa đi cấp cứu. Theo báo cáo từ nhà trường, nguyên nhân ban đầu được xác định là các em bị ngộ độc do chơi Slam. Slam mà các em chơi là dạng gói, sau đó đổ nước vào rồi tạo thành chất sệt sệt, mềm dẻo. Khi chơi đồ chơi này, các em bắt đầu có những triệu chứng đau đầu, đau bụng, khó thở, buồn nôn. Ngay sau khi sự việc xảy ra, nhà trường phối hợp với lực lượng công an xã Hòa Khương sử dụng xe chuyên dụng của công an để chở các em đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hòa Vang. Hiện 29 em học sinh này sức khỏe đã ổn định, đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hòa Vang. Trong đó có 8 em đã được cho về nhà, 5 em được chuyển Bệnh viện Phụ Sản Nhi, trong đó có 1 em đã được chuyển hồi sức cấp cứu. Lãnh đạo Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an thông tin, trong ngày đầu ra quân đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, Cảnh sát Giao thông toàn quốc đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 8.716 trường hợp vi phạm, phạt tiền 9,9 tỷ đồng. Đáng chú ý, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý hơn 600 tài xế vi phạm nồng độ cồn, 5 trường hợp vi phạm quy định về ma túy. Chỉ tính riêng các đội tuần tra kiểm soát đường bộ cao tốc thuộc Cục Cảnh sát Giao thông đã phát hiện và xử lý 112 trường hợp vi phạm, phạt tiền 313 triệu đồng, tước 40 giấy phép lái xe, tạm giữ 6 phương tiện. Ngày 15 tháng 4 giờ địa phương, giới chức Chicago, bang Illinois, Mỹ đã công bố đoạn băng hình của cảnh sát, trong đó ghi lại khoảnh khắc cảnh sát bắn chết một thiếu niên người Mỹ gốc Latin, 13 tuổi. Trong đoạn video gây chấn động trên, cảnh sát đang truy đuổi thiếu niên Adam Toledo,
vào khoảng rạng sáng ngày 29 tháng 3 và yêu cầu thiếu niên này dừng lại. Tuy nhiên, Toledo đã bị cảnh sát bắn một phát vào ngực đúng vào lúc thiếu niên này dừng lại và giơ hai tay lên. Dựa trên đoạn video được công bố, không rõ liệu Toledo có cầm súng vào thời điểm bị bắn hay không. Song phía công tố viên cho rằng Toledo cầm một khẩu súng ngắn Ruger 9mm. Theo các công tố viên, khẩu súng này được tìm thấy tại hiện trường vụ án. Vụ việc xảy ra sau khi cảnh sát nhận được thông báo về những tiếng súng ở khu vực Westside, nơi chủ yếu là người Mỹ gốc Latin và người Mỹ da màu sinh sống. Trong tuyên bố mới nhất, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA xác nhận Iran đã ngừng hoàn tất quá trình chuẩn bị để bắt đầu làm giàu uranium ở mức 60% tại cơ sở hạt nhân Natan. Đồng thời thông báo cho IAEA về kế hoạch lắp đặt 1.024 máy ly tâm thế hệ đầu tiên IR-1 dưới lòng đất. Động thái trên diễn ra trước khi các bên dự kiến tiếp tục cuộc đàm phán ở Vienna, Áo vào ngày 15 tháng 4 nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện. Theo thỏa thuận này, Iran được làm giàu uranium ở mức độ 3,67%, thấp hơn nhiều so với mức 90%, có thể chế tạo vũ khí hạt nhân.